Theo em ấy thì bạn ấy vừa hát cái bài mình học cách mèo kêu gì đó đó. Cái cách vuốt mèo rất là thần thái nên là em các bạn hát tốt. Vậy Phan Mạnh Quỳnh mỗi lần ở nhà em hát em vuốt gì? Nhà em vuốt gì của Long? Vặn mấy cái micro với lại tai phone thôi à. Anh em vuốt lông chó, con chó nhà em cũng hay lắm, cũng thần thái lắm mà em hát nó không hay. Không, tại đó là con chó em. À, phải vuốt. Đang nói về mèo. Thì chi? Em thấy thế nào? Nè, người ta là cô giáo, người ta nói chuyện nè. Anh à? Anh sẽ nói gì ạ? Em qua họp với Phan Mạnh Quỳnh. Em thì tại vì lúc đầu em cứ mãi nhìn cả 7 người luôn ạ. À. Cả lúc có cái clip của bạn thì em vẫn nhìn 7 người. Để em có một cái tổng quát cho nó đỡ phải trả lời nhiều ấy ạ. Em nghĩ là bạn ấy hát không hay ạ. Tại sao vậy em? Với cả em thấy bạn ấy có nẹp răng ấy. À. Thì bạn ấy hát nhiều nó sẽ tước cái nẹp hàm đấy vào môi. Wow. Sẽ bị thương. Ờ, bị thương. Vâng. Ủa, mình là cô giáo, mình dạy bên thanh nhạc hay là mình dạy bên nha khoa? Mình dạy bên điều dưỡng hả? Không ạ. Em có dạy thanh nhạc đâu. Ờ, chứ em dạy bên gì? Đàn ạ. Của em tan rã rồi. À, piano. À, em cũng dạy hát nữa. Như vậy ý của em là quay hát không hay bởi vì quay niềng răng đúng không? Em mới chỉ nhìn được như thế thôi ạ. Ok, mời Tú. Đội em hôm nay điềm đạm quá nên thôi em cũng phải nói chuyện điềm đạm cho nó cân bằng. Em cứ sống thật với mình đi Tú. Dạ không, thôi đây là bản mặt thật của em. Có một điểm mà khi em coi á, thì em nghĩ á, là bạn đó hát sẽ không có hay. Bởi vì bạn đó đeo niềng răng. Bởi vì khi mình đeo niềng răng á, thì cái khẩu hình miệng của mình để mà hát tròn chữ hoặc là hay á, nó sẽ rất là khó. Nó đâu có đeo cái gì đâu mà sao nó cũng có, khó vậy? Khó hả? Có đeo. Không, nói em đeo, 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 đeo. Em đâu có niềng đâu, xem nó em cũng khó vậy. Em đang học cho đỡ bị đớp. Ôi vậy con hả? Con bé nó có hai cái răng thỏ. Hai cái răng thỏ. Bình thường em có cái gì vướng cái miệng em không mà. Cho nên là mình phải nói chậm thì em nghĩ là bạn đó hát không hay. Không hay luôn. Rồi gian ý em sao? Có một cái dáng đứng rất là cường tráng. Ờ. Một và thấy có chắc chắn là có thể lực. Bà đang tìm chồng hả bà? Đang nói về ông hát đây nè. Đang tìm chồng cho Tú. Ừ. Hả? Chị đang tìm chồng cho giùm em luôn, sẵn mo. Nó mai gu, nó mai gu. Ok thôi chị sai. Tú nói bạn này phải gu Tú hả? Gu Tú là gì vậy? Dạ. Dạ gu em là anh á. Hả? Nói gì? Cô em là anh đó. Cô em là anh đó. Ôi rối quá, rối quá em rối quá. Nghĩa em rối quá, nghĩa em rối quá. Chết thiệt, em rối quá. Rồi, đi tiếp nào, cô bạn số 7. Trời ơi, bằng trả vậy bông. Sợ đi chứ. Tôi gương bông hoa luôn. Thổi hoa. Gì đó. Làm người cắm hoa hay làm người chùi hoa vậy? Ngon. Tôi thì cũng sẽ lắc đầu. Em còn nhỏ xíu em sẽ lắc đầu. Cảm ơn hai em. Mời hai em về chỗ. Chứ bà, chú Bảy thì làm cái gì mà cũng đúng vậy trơn. Công nhận Ngân nó lựa nhạc khéo thiệt. Bây giờ cái gì cũng lắc đầu. Chứ anh hỏi nó em lãnh lương không, có nó lắc không? Gật liền à. Thôi, sao? Cái này dễ quá rồi. Cô này hát không hay, từ đầu đã nói rồi. Không hay. Em nghĩ chưa có người nào mà được thống nhất cao độ như bạn này đúng hết đó. Hay hay mới lạ. Sáu người ở đây đều. Bạn này là cái bạn mà được bình chọn tuyệt đối. Tuyệt đối luôn. Ừ. Dạ. Đúng rồi, bạn này đã không, này không nhận không hát còn không hay mà luôn. Diễn cũng dở luôn. Đúng rồi, đúng rồi. Đúng rồi, chính xác quá. Hay diễn dở. Bù lại là dễ thương anh, mặt dễ thương. Ừ. Bạn ấy không phải là diễn viên, để có thể gọi là diễn cho hay. Có khi nào cô giáo nghĩ hay không ta? Cô giáo nghĩ sao cô giáo? Hay nghĩ hay. Cái gì? Đó, thấy không? Quá. Bây giờ một chỉ kêu không hay mà. Bạn. Dạ.
tôi. Không, anh Trấn Thành là nghệ sĩ hài và MC, cũng không biết nhiều chuyên môn về hát, cho nên hãy nghe chị nói. Em yên tâm đi. Chúng ta có thể gặp nhau ở bên ngoài, và nếu mà em muốn chia sẻ nhiều kinh nghiệm về giọng hát thì chị có thể chia sẻ với em. Em ơi, chị là một giọng hát đại trà nhưng là một giọng hát có kỹ thuật, nên chị có thể chia sẻ cùng với em. Mà chúc mừng em đã được về và đỡ phải cầm mic thật là mệt mỏi. Anh bây giờ anh ước gì em được về sớm luôn á Hòa. Không. Nha. Chúng ta vừa nghe một câu chuyện cổ tích. Cổ tích. Chúc mừng. Chị Hòa đứng đây. Chị Hòa đứng đây rồi. Để chi em, để chi em thích chị Hòa đứng đó để chi. Tại em rất là thích chị Hòa. Oh. Em ơi, em rất là thích chị Hòa, mà chị Hòa vừa loại em vừa đó. Loại em đó. Em sẽ giúp em ấy bằng một cách là nếu cho em ý có tham gia nhiều những chương trình tiếp theo về giọng hát thì mong tất cả quý vị khán giả sẽ ủng hộ em ý trên con đường phía trước ạ. Một bầu trời giá tạo ở đây. Tôi chết rồi. Mỗi một ngày nhận ra một điều từ con Hòa con thương thế. Ôi. Rồi bây giờ thế này, em nó muốn đứng kế chị Hòa kìa. Bây giờ chị Hòa làm ơn dắt em nó vào trong luôn đi nha. Ừ, cảm ơn Văn Tài đã đến với chương trình ngày hôm nay. Cố tỏ tự tin nhưng mà thấy cuối cùng là thấy nó sơ sót. Em trưởng thành rồi đấy. Khi nhạc chưa lên là đã rất là tự tin rồi. Nhưng mà khi Trấn Thành nhìn vô, tất cả đều nhìn vô. Hơi quýu nhẹ hả? Thì cô kinh dương tránh cho. Không hay luôn quá đáng vậy. Đâu nè, nè. Hay à. Cho em ngược của anh nha. Ừ. Thế nên mình mới không ở chung đội với nhau. Đấy, Eric chị chung ý kiến với em đấy. Anh lại chung ý kiến với em. Đấy, thế nên mình mới làm một nhà. Đúng rồi, gia đình hòa thuận quá, đoàn kết quá. Bên đây cũng vậy đúng không? Bên đây cho là hát không hay đúng không? Bên này hát hay, bên đây là hát hay. Hòa đã lên đây đúng không? Hòa ơi, đội này đi. Em có muốn về nhà bên đây gia nhập luôn không? Không, không, em thì là bên anh Đức, bên cạnh anh Đức rồi, đồng hành cùng anh Đức rồi. Em dối lòng. Rồi, hay đấy. Thôi, bây giờ thì chúng ta sẽ không còn thời gian để mà trao đổi nhiều với nhau, mà phải bước vào cái phần quyết định ngay thôi. Tìm ra một người hát không hay. Bắt đầu. Lần này thì nhà của Trường Giang sẽ chọn trước. Tụi em đã... Eric! Luôn bên em là tôi. Luôn nay không chúa tay người. Bên những bên gì đơn. Luôn chia tay của tôi vẫn còn trẻ con. Hay quá à. Baby Kachima. Stay here with me, Kachima. Hút ấm, cạn nước mắt nhớ ngày buồn nhất. Em nghĩ cậu này hát không hay. Em cũng nghĩ thế. Tất cả mọi thứ cậu ấy control hết. Quá hoàn hảo là một sự nguy hiểm. Và cậu này hình như là diễn viên hay gì đấy. Cậu này hát không hay đâu. Em đang bị hoang mang thật sự. Chắc chắn anh ta được ban tổ chức quỷ tạo. Sau lớp mặt nạ đó là một giọng hát dở. Bên nó đúng không? Nhìn thẳng vào mặt anh đi. Cảm nước mắt nhớ ngày buồn nhất. Trong anh bão tố, dù em bão tố trong tim.